Quốc phích hàng chất lượng về mà giá rẻ quá luôn các bác ơi. Đây 450 Newton có luôn này. Về hàng chất lượng quá luôn các bác ơi. Ngày hôm nay mua Workfix 450 new hay là 650 new thì sẽ được tặng luôn đến là 200 đến 240 ngàn luôn các bác nha. Rồi, thích đầu giống lựa chọn 450 new, phụ kiện quá trời đồ luôn. Còn thích dòng độc đặc để chuyên siết ốc mở bộ lông thì lựa chọn cho em dòng 650 new. Cùng em tham khảo luôn nhá. Đây nha các bác ơi, ngày hôm nay em về phục vụ tất cả quý khách hàng em một cái mã Workfix 450 new có rất là nhiều phụ kiện này, 14 này, khẩu 14, khẩu 17, 18, 19, 22 rồi những ba ke hai cạnh bốn cạnh, đầu tôn 6, 8, 10, 12 và có console vặn vị trí khó luôn nhá. Máy thì đây. Trời ơi, đẹp quá trời luôn. Có 450 new, có 650 new luôn. Nói chung là tùy vô công việc của mọi người thì các bác có thể lựa chọn con máy nó phù hợp, ổn áp. Đây, con này thì phải nói là hàng ngon, chất lượng mà giá rẻ. Ngày hôm nay chương trình phải nói là quá ưu đãi, quá hấp dẫn phụ tất cả khách hàng mấy em luôn. Trước mắt các bác đây thì sẽ là con Workfix 450 new các bác nha. Đây, dòng đầu rỗng này. Dòng bu lông đầu rỗng 2 trong 1, vừa có thể siết ốc, vừa có thể bắn vít bắn tôn. Máy siêu khỏe luôn. Motor là motor Brulex không chổi than các bác nhé. Tốc 1 cho em này. Tốc thứ 2 này. Và tốc thứ 3. Rồi. Máy sẽ có 3 cấp chỉnh tốc tùy điều chỉnh trên nút nguồn các bác ơi. Đây, pin của nó này. Pin của nó sẽ là pin 4A, 10 cell dung lượng là 4A này. Có báo pin cho em luôn nhá. Và chân pin phổ thông, chân pin M21, chân pin Makita Brulex. Rồi, motor từ không chổi than. Con này thì riêng mua con này là về các bác nghe em có rất là nhiều đồ đi kèm theo luôn. Về nhà là các bác quất máy mang đi làm ok thoải mái luôn. Vừa siết ốc vừa vít vừa tôn. Rất ít đơn vị mà họ thiết kế cái dòng bu lông lực lớn đây đến 450 new mà lại là dòng đầu rỗng. Đầu rỗng thì tiện dụng là bắn vít tôn, vít gỗ, u gỗ các thứ, u sắt này, bắn vít gỗ dài dày ok thoải mái luôn cho em. Rồi là các bác anh em siết ốc này. Ốc gọi là ốc tất cả các thể loại ốc trên xe máy tay ga. Hoặc các bác có thể là nhiều khi về nhà anh em mà có xe ô tô con 4 chỗ hoặc là 7 chỗ. Đây tham khảo luôn cho em vặn ốc 21 thoải mái luôn nhá. Em đã khui sẵn quả pin rồi. Khui sẵn quả pin cho khách hàng em xem luôn. Mạch pin 4 MOSFET luôn, chân phổ thông thế này luôn. Đây. Xem luôn cho em là cái này nó nặng bao nhiêu luôn nhá. Ok này. Em đã khui ra, bỏ thử một quả pin lên. Cân lên cho các anh em xem. Đây. Con này pin của nó nặng khoảng 6 nặng 1, 6 nặng 2 nhá. Rồi tiếp thân máy. Thân máy con này là nặng khoảng tầm 1 ký 150, 1 ký 150 luôn cho em nhá. Ví dụ một máy một pin con này mang đi làm công trình thì thử xem mà nó nặng bao nhiêu. Đó, khoảng 1 ký 750, 1 ký 760 giúp em. Đó, một máy một pin luôn. Một máy một pin. Rồi. Và mạch pin đây, mạch pin 4 MOSFET xài mài cắt ok thoải mái luôn giúp em. Có báo pin, chân pin phổ thông, chân pin M21, chân pin Makita nhá. Con này riêng con này về các bác nhà em đi làm công trình chiến thì phải nói là quá ngon, quá bèo bọt luôn. Mà ngày hôm nay giá rất là bèo bọt luôn các bác ạ. Đặc biệt luôn, mua hàng còn được tặng kèm luôn một cái thân quạt. Một thân quạt 8 inch, chân pin phổ thông, chân pin M21, chân pin Makita luôn này. Đây, thân quạt các bác nhà em tầm này là có máy khỏe, có pin ngon, có sạc cũng màu sáng luôn. Rồi hộp đựng phụ kiện quá trời đồ, phụ kiện hấp dẫn. Mà giá rẻ tặng quạt lên đến là 200 ngàn luôn nha. Workfix 450 new giá sale hiện tại cho khách hàng em có 1.390.000 em bao phí ship. Các bác nhận hàng thì sẽ đều được kiểm tra hàng trước khi tỏa nhá. Mở ô tô 4 chỗ 7 chỗ ok đây. Vít tôn thoải mái. Rồi là các bác nhà em bán u sắt rất là ngon luôn rồi em. Vít gỗ các kiểu. Trời ơi con này thì phải nói là quá đỉnh luôn. Mà màu xám nhá, màu xám xi măng màu hot của năm nay. Mang đi làm công trình công trường cũng không lo, cũng không sợ luôn. Dù bụi bẩn thì các bác cũng rất là ít lộ luôn. Rồi, cò đều tốc cho em này, cò đều tốc luôn. Đó, dòng đầu rỗng gạt đảo chiều. Gạt đảo chiều còn có chức năng ngắt lực nhá. Rồi, các bác muốn tắt chức năng ngắt lực thì các bác bấm thêm nút nguồn thôi. Cô Workfix 450 new có 1390 tặng kèm các bác nghe em một cái thân quạt 8 inch chỉ giá 200 ngàn luôn. Đây, bình thường thân quạt này nếu các bác mà mua đầy đủ hết rồi, mua máy, mua pin đầy đủ rồi, đang cần một con thân quạt để xài mùa nắng nóng
thì có thể tham khảo cho em. Thân quả táo Minh 200.000 em bao phí ship luôn. Bật là mát, quả này quá khỏe, em bán từ vụ, em bán mấy vụ này rồi thì thực sự ra là chưa một bác nào kêu ca phản hàng gì mã này luôn. Rồi. Và nó là bao mát toàn mùa hè cho em luôn. Bao mát toàn mùa hè cho em các bác nhá. Đấy. Cực kỳ mát luôn. Quay qua này các bạn đã thấy mát rồi. Ngoài ra này nếu có pin đầy đủ rồi muốn mua thân máy, đây. Lên con thân này cho em. Có 590.000 thôi cho em bản màu này đẳng cấp của năm nay luôn 2024. Ngoài ra này, nếu các bác nhà em, các bác nhà em mà đang cần một con mã máy siết ốc mỏ bu lông chuyên để siết ốc thì sẽ lấy dòng đầu đặc. Còn vừa muốn siết ốc vừa muốn bán bít bán tôn thì sẽ lựa chọn dòng đầu rỗng, đúng không ạ? Thì đây lên dòng đầu đặc cho em. Em đang lên là con Workfix 650 new. Trời ơi nó nặng quá trời luôn, đúng không? Rồi cân thử lên nhá. Em cân thử cái thân máy, rồi em đã cân thử cái quả pin lên cho bác xem là nó trọng lượng như nào. Đây thân máy con này, trời ơi 1kg 9 nhá, 1kg 9 20, có thể nhìn rõ không em, 1kg 9 20. Rồi quả pin luôn, quả pin 10 cell, đây 10 cell của nó, pin 4A 10 cell này, cái wow có báo pin nhá, anh các bác bấm ở đây cho em, bấm ở đây là nhìn thấy báo pin là hai bên. Cân lên hộ em này, con này nặng 6 nặng đây 644, còn 6 nặng rưỡi, 6 nặng rưỡi luôn cho em rồi. Quả pin đây, em là cũng khô sẵn của pin rồi. Pin là mạch pin 4 MOSFET dòng xả cao, dùng được cả mài cắt ok luôn, thoải mái cho em nhá. Con này thân máy nặng ký 9 ấy, pin nó nặng đến 6 nặng rưỡi. Còn một thân máy một quả pin thì tính ra các bác cầm đi làm thì nó sẽ rơi vô khoảng là 2 cân mấy nhá. Ờ, gọi là 6 nặng rưỡi với cả 1 ký 9 là 2 cân rưỡi, gần 2 cân 6 rồi. Rồi. Dùng đầu đặc nha, chuyên siết mỏ thì lấy đầu đặc cho em. Sửa chữa xe máy, các bác chuyên sửa chữa xe máy. Sửa chữa là máy trên là bánh trước, bánh sau, xe, ga. Ok, các bác có thể sửa chữa. Hoặc là các bác nhà em đi xe 4 chỗ, 7 chỗ, xe ô tô con, mỗi mỏ ốc 21, quá là ngon luôn. Dòng đầu đặc nha, để chuyên siết mỏ ốc lực lớn. Đặc biệt luôn, con này thiết kế cái đầu này, thiết kế cái đầu lớp cao su thế này, bao bọc cái đầu máy cho em nhá. Workfix hàng công ty bảo hành cho mình lên đến là 6 tháng trên toàn quốc. Brulette động cơ không chổi than nha các bác. Rồi đi kèm theo này, nguyên một bộ con này sẽ là một thân máy này, hai quả pin, hai quả pin 10 cell 4A, mạch pin 4 MOSFET nhá, một sạc, một hộp đựng và có một khẩu 22 đi kèm. Ngoài ra ngày hôm nay hoan hỉ dành cho tất cả quý khách hàng luôn đồng hành cùng Cú Bờm TV nhà em. Mua hàng ngày hôm nay này, hàng hôm nay mới về mới cập bến nhà em nhé, thì các bác sẽ được tặng kèm thứ nhất này, một đầu chuyển vít, rồi thứ hai một đầu chuyển khoan, và thứ ba là nguyên bộ khẩu vận ốc 10 món 10 chi tiết nhá. Khẩu này có khẩu từ 9 cho đến là 24, toàn bộ đều là khẩu thông dụng luôn. Quà tặng lên đến là 240.000, mà hiện tại giá con Workfix, giá con Workfix bao nhiêu ạ? Workfix này là 650 new, giá hiện tại để phục vụ tất cả các bác anh em chỉ có là 1.450.000 em bao phí ship nhá. Đây máy có 4 cấp chỉnh tốc này, tốc 1 cho em này, tốc thứ 2 này, tốc thứ 3 này và tốc thứ 4 này. Ngoài ra có đảo chiều này. Đó. Ba tốc độ, gọi là khi mà các bác đảo chiều thì sẽ có 3 tốc này, còn khi bác vặn xuôi thì sẽ là 4 tốc nhá. Đây Workfix 650 new, giá hiện tại 1490, tặng kèm đầu chuyển vít, đầu chuyển khoan và nguyên bộ khẩu vận ốc 10 món. Quà tặng sẽ lên đến là 240.000 luôn. Hoan hỉ luôn nhá. Đây ngày hôm nay bác muốn lấy con đầu rỗng vừa siết ốc vừa vít tôn lực lớn luôn thì lấy con này. Con này đi kèm theo rất là nhiều bộ khẩu rồi nên xin phép để em tặng luôn cho bác anh em cái quạt để về nhà quạt nóng bức mùa hè này cho nó mát. Rồi con bộ này thì tặng luôn bác anh em phụ kiện đầy đủ đi kèm, về nhà siết ốc vít tôn khoan khít cắt kiểu được luôn nhá. Workfix 450 và Workfix 650. Nó đây là thương hiệu của dòng Himoki đúng không? Đó, Himoki chuyển hết sang Workfix rồi các bác ạ. Có lại tham khảo cho em. Đó, hai cái sản phẩm ngày hôm nay về hàng giá rẻ, quà tặng siêu đãi luôn. Ngoài ra này, ngoài ra còn một vài bộ con rửa xe của Himoki, rửa xe hẳn không tham luôn nhá. Giá sale rẻ bình thường bán là 950.000, ngày hôm nay em sale cho các bác nhá. Ngày hôm nay em sale cho tất cả quý khách hàng em thì chỉ với giá là 850.000 thôi, mỗi cái thân này. Một thân rửa xe em đang cầm dòng không than của Himoki. Con này lại có một vết phun 6 tia này, 25 độ này, 40 độ này. Đây phun tia, phun tỏa 0 độ, 15 độ đầy đủ luôn giúp em. Rồi có một bình bọt xà phòng này, rồi có một cái lọc cặn,
hút kết nối và cuộn dây của nó đây. Rồi, cuộn dây 5m nhá. Còn em theo là có cái hộp đựng để đựng cái thân máy. Thân máy rửa xe dòng không than. Lại còn có, em sẽ gắn thử vô cái quả pin cho quý khách hàng nhà em xem của nó luôn nhá. Rồi, công tắc nguồn. 1 cho em này, 2 và 3. Máy còn có 3 cấp chỉnh tốc độ, các bác anh em có thể tùy điều chỉnh luôn nhá. Con này thì hiện tại nhá, hiện tại rửa xe pin dòng không chổ than của Himoki, giá sale tới tay khách hàng nhà em thì chỉ với giá là 850.000. Em bao phí ship, hàng đều được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhá. Ngày hôm nay thì về hàng, chất lượng, hàng ngon, giá lại quá là rẻ luôn. Các bác có nhu cầu mua thân máy, thân quạt, có nhu cầu mua nguyên bộ Workfix 450 new, Workfix 650 new hay là con rửa xe, alo trực tiếp cho nhà em. Thì các bác cần hàng thì có thể alo trực tiếp cho nhà em qua tất cả các đầu số là 0929 này 826628 hoặc là 0369 826628. Cửa hàng em ở Lý Nhân Hà Nam. Các bác ở gần qua trực tiếp cửa hàng để xem hàng, này, test hàng và mua hàng nha. Ngày hôm nay em về hàng thực sự luôn với các bác là máy chất lượng, pin ngon mà chương trình khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn luôn. Nếu các bác đang có nhu cầu bán nào, alo qua bên em nhé. Và em xin chào tất cả các bác ạ.